Dù loan báo kinh tế năm nay cải thiện, nhưng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi các biện pháp đối phó với tình hình lương thực căng thẳng vì đại dịch COVID và vì thiên tai bão lũ năm ngoái, theo truyền thông nhà nước loan tin ngày 16 tháng 6. Ông Kim chủ tọa một phiên họp toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền hôm 15 tháng 6 để duyệt xét tiến bộ của những chính sách quan trọng và đưa ra các biện pháp giải quyết những vấn đề kinh tế, theo truyền hình nhà nước KRT. Báo nhà nước loan tin, ông Kim khoe kinh tế nước nhà nhìn chung có cải thiện trong nửa đầu năm nay. Tổng sản lượng công nghiệp tăng 25% so với năm trước, nhưng cho biết có một hàng loạt sai lệch trong những nỗ lực thực thi kế hoạch của Đảng vì một số trở ngại, trong đó có nguồn cung cấp lương thực khan hiếm. Đảng cầm quyền hứa sẽ hướng tất cả nỗ lực vào nông nghiệp trong năm nay và thảo luận các phương cách chặn đứng đại dịch COVID-19. Và ông Kim kêu gọi thi hành các bước giảm thiểu tác động thiên tai từ bài học năm ngoái để đạt mục tiêu cho năm nay.